xong rồi về coi như là chân mình bị sưng phù luôn. Thì vô đi chụp MRI thì nó bác sĩ kêu là chỉ có một cách là mổ thôi. Ủa? Em không mổ. Không mổ. Dạ. Có một lần hả, cô gọi điện hỏi con đang làm gì vậy? Cái con đang phù hồ. Lúc đó lòng của cô nghẹn luôn á. Cô tự nhiên cô cảm xúc cô thấy tội á. Thấy chị quen quá. Dạ em nói chuyện chị Trúc được không? Dạ được. Chị là chị Thanh Trúc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Wow. Và các bạn thân mến, đây chính là nhân vật chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Dạ. Xin chào các bạn. Nguyễn Thị Thanh Trúc sinh năm 1991 là một cô bé nhỏ nhắn sinh ra tại vùng Tây Nguyên Đắk Lắk. Đến với võ thuật môn Muay Thái chỉ là cái duyên tình cờ và khá muộn, nhưng do năng khiếu, quyết tâm thêm sự nỗ lực không ngừng, từ năm 20 tuổi đến nay, Thanh Trúc đã gặt hái được rất nhiều thành công trên đấu trường khu vực và quốc tế. Huy chương vàng vô địch châu Á 2012, hai huy chương vàng vô địch thế giới 2013 tại Thái Lan, huy chương vàng tại Asian Beach Games 2014, một huy chương vàng và một đai vô địch nội dung bán chuyên nghiệp tại Đại hội Thế giới, hai huy chương bạc SEA Games 24 và 26, đồng thời là kiện tướng quốc gia 8 năm liền. Không những thế, cô còn được gọi với biệt hiệu là Nữ hoàng Muay Thái Việt Nam. Tại sao và cơ duyên nào mà dẫn Trúc đến với một bộ môn võ thuật rất cần thể lực như vậy? Có phải là trước đó là đã to khỏe sẵn không? Em tới với võ thuật là nó chỉ là một cái duyên thôi. Khi mà em đi học đại học xuống Sài Gòn thì em mới quen được một cái chị đó học chung lớp và về nhà chị đó ở. Mới thời gian đầu thì em theo tập cũng đều khỏe, mình cũng không nghĩ là mình thi đấu hay là gì hết. Mới tập được vài tháng thì em cũng phải nghỉ tạm ngưng để em đi làm, phải đi học. Có nghĩa là trước đó mình đi học đại học, học ngành gì? Dạ em thi ngành sư phạm thể dục thể thao. Ôi rồi nhờ sao mà mình lại đến với Muay Thái? Nghỉ đi làm khoảng hơn một năm. Thì trong cái thời gian đó thì thầy em giới thiệu qua bên Muay Thái để cho em tập. Tại sao? Chuẩn bị có giải. Lần đầu tiên tham gia môn Muay Thái thì em lấy huy chương vàng giải Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chính thấy rõ ràng đúng cái chữ duyên á. Như câu hỏi của chị ban đầu là có phải là theo thể thao là phải khỏe mạnh, phải to bự trước đó. Trước khi em theo thể thao thì em đã bị tai nạn gãy chân, em phải mổ và nẹp sắt vào khớp gối. Đến lúc mà em đi thi đại học là không ai nghĩ là em đậu vào cái ngành thể thao, tại vì thực sự là chân lúc đó rất là yếu. Khi mà nó nẹp vào ngay cái khớp gối này của mình á, hai năm liền mình không có thể mà co được, còn thẹo nữa. Đây là cái vết mổ. Vận chuyển thì mình cũng chỉ là đứng lên ngồi xuống như vậy. Wow, vậy 2 năm nên mới gọi là không ai nghĩ là thi đậu đúng không? Dạ đúng. Khi em đăng ký vào trường thể thao thì ai cũng ngăn cản hết. Học trong trường đại học thì mình phải thi những cái môn như nhảy cao, nhảy xa, thì mình cứ nhảy là mình đau, về là mình nhức. Nhưng mà sao liều quá vậy? Thấy người ta vận động mình không vận động rất là khó chịu. Nhưng mà mình chứ không sợ đau thêm. Tự nhiên cái đam mê của mình nó cứ thôi thúc mình là cứ phải cố gắng thôi. Cứ cố gắng lên tới đâu hay tới đó. Tại vì mình đã thích rồi mà mình không có cảm giác là không muốn buông bỏ. Nhờ thể thao mà bây giờ chân hết đau hay là sao? Hay là còn đó? Hay là còn đau? Dạ còn đau. Em đánh giải thế giới năm ngoái ở Thụy Điển về là chân em bị nặng nhất. Từ tháng 5 năm ngoái đến đầu năm nay em mới bắt đầu hồi phục dần dần. Là đấu giải xong rồi về coi như là chân mình bị sưng phù luôn. Thì vô đi chụp MRI thì nó bác sĩ kêu là chỉ có một cách là mổ thôi. Và mổ? Em không mổ. Không mổ? Dạ. Tại vì nếu như mình nghĩ là lúc đó nếu mà mình mổ thì coi như là tất cả mọi cái mình phải dừng lại hết. Từ đam mê, từ việc học. Mình cảm giác như là mình chưa muốn từ bỏ. Mà hồi nãy Trúc nói là trước đó là từ hồi nhỏ là đã năng động rồi. Dạ. Nhưng mà cũng không phải là cơ bắp như bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Không biết mình có hình ảnh gì ha? Hình ảnh gì trên coi hồi xưa? Cái đây là thời gian đầu tiên em vô đội tuyển. Mới vô được mấy tháng. Thì lúc đó là người mình cũng chưa có... Dạ, cũng chưa có thay đổi lắm đúng không? Dạ. Đây ai đây? Em à. Trời ơi, lúc điệu lên. Wow.
nhưng mà mọi người hay nghĩ là con gái mà dương võ thuật là khô khan cũng như là hung dữ lắm, không biết chút sao bình thường nếu mà không thi đấu thì có hung dữ không? Dạ, câu hỏi này thì nhiều người hỏi em á, hỏi kêu là chị cũng thắc mắc nữa, đi học võ rồi về có đánh chồng hay không, là chồng hư là đánh đúng không? Không phải mà là cái bản tính của mình như thế nào thì mình như vậy thôi, chứ còn không hẳn là cứ học võ là giữ, không hẳn là cứ học võ là đánh nhau. Và cái chút thì sao? Bản tính của em thì em bình thường như mọi người, rất là hiền thôi chứ không có gì. Và đây là một buổi sáng tập luyện thể lực như bao buổi sáng khác của vận động viên Thanh Trúc. Rồi, tới trên, tới trên. Trời ơi, cái cô kia lạ vậy. Cái là... bao luôn á, Khang, ba cái là dừng. Đó, cái thứ hai nè, Khang thấy không? Ba cái luôn rồi. Không chỉ tập luyện và thi đấu mà hiện nay Thanh Trúc còn nhận dạy võ, truyền lửa đam mê cho các bạn nhỏ tại câu lạc bộ Muay Thái Phú Thọ và quận 2. Câu lạc bộ Muay Thái của quận 2 là cũng là nơi mà em bắt đầu học võ từ đây. Đây là thầy đầu tiên dạy, huấn luyện viên đội tuyển võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái cô đứng giữa. Cô đứng giữa nhìn ngầu nha. Tự nhiên là mình sẽ đứng lớp dạy lại các em luôn. Dạ. Không không. Không không. Pam. Pam. À. Dạ. Pam. Pam. Ok. Rồi, đấm số 1 nè. Rồi các bạn lưu ý ha. Cái tay số 2 của mình lúc nào nó cũng cao nằm đây ha. Mình sẽ cao cái tay này ra. Vừa di chuyển qua mà nếu không kịp thì cái tay mình sẽ là đòn chặn. Nãy giờ lại kinh quan sát á, thấy bạn rất đam mê, vậy là truyền hết tất cả những gì mình hiểu biết dành cho các em của mình. Thì định hướng tương lai của Trúc có phải là đây không? Bản thân em bây giờ thì mới chớm bắt đầu biết được những cái đường nét của võ thuật thôi, nên em chỉ muốn là mình cố gắng học hỏi thêm. Khi nào mà mình cảm giác là đủ thì mình sẽ nuôi cái ước mơ của mình là mở một cái lò võ, mà cái lò đó thì cố gắng làm sao cho các em, những cái bạn trẻ mà khó khăn hay là những cái bạn mà không có điều kiện á, theo tập và để thi đấu. Nói chung là hỗ trợ hết sức có thể để... Giống như là thầy em vậy không? Dạ, giống như là thầy em nuôi một cái đội ngũ các em nhỏ mà khó khăn, không có lấy tiền. Đối với Thanh Trúc thì em ấy có một cái kỹ năng, và thì đầu tiên tôi vào đây để tập luyện, em là nhân tố tốt và cái sự tập luyện cố gắng chuyên cần nên em được thành công ngày hôm nay là do sự quyết tâm. Vì ngày mới vào đây thì em coi như là không biết gì hết, so tới bây giờ là coi như là đã chênh lệch cả ốc trời vực rồi. Đối với Nhất thì ở Việt Nam này có lẽ hàng cân của Trúc sẽ không có người thay thế Trúc nếu mà Trúc còn thi đấu. Của Trúc như thế nào? Dạ, khỏe khoắn nhưng mà hơi đói. Ủa, đói hả? Ôi. Vậy thì mình sẽ làm nhanh qua cái một điều nữa thôi. Dạ. Rồi, đây Trinh sẽ mời Trúc ăn tối được không? Dạ. Ngồi đây, đợi nhận quà. Dạ. Vượt qua chặng đường hơn 300 km, những người thực hiện chương trình Người Kết Nối đã đến nhà của vận động viên Muay Thái Nguyễn Thị Thanh Trúc tại tỉnh Đắk Lắk để lắng nghe cha và mẹ của Thanh Trúc trải lòng về cô con gái của mình. Cái năm mà lên lớp 10 á,
rồi nhà cũng khổ mà hai em mới đi làm thuê cho người ta ở trong kia. Nó lén đi làm đó. Nó lén đi làm cho cô chút. Rồi cái nào vào đó trồng trồng mía thì đến lúc mà mía hết là mới nghĩ là về nghỉ vài ngày vô làm tiếp, mà cháu cứ suy nghĩ đi. Trên cái xe máy cày là 10 người đi trên cái xe máy cày đó, mà khi lật cái xe máy cày đó xuống là chỉ có hai cái con cô là bị tai nạn. Đó, bé Trúc là nó bị gãy cái xương đùi từ đây tới đây. Còn con bé Tiên thì bị gãy xương vai. Mà cô ở nhà là mấy tháng trời cô phải chăm sóc hai đứa nó. Không có đồng bạc luôn á. Không có đồng luôn á. Tôi nghe mà trong không chịu nổi rồi. Bà là bà rùng á, cứ đồ xỉu bà cứ ngộp. Sẽ bị tim nữa. Thấy thương dễ thợ luôn. Thương mà tức. Không cho đi làm ở nhà lén đi làm á. Rồi giúp mấy Trúc á. Cái ngày đi tìm nữa mà đứng khóc á. Mấy con đầu ơi, không biết tiền đâu đi học. Chú ý thím cũng đây. Con học là con học, con cố gắng hết mình con cứ đậu rồi. Rồi thứ hai là mà khi học ở dưới nó thảm nhất là khi mà chiều này đi học mà nhà không có đồng bạc. Hồi đó ở nhà nó cũng dành giùm mình để chiếc xe vô đẩy á, cái cũ cũ mà. Chú ra cái cầm chiếc xe, chọn nghe kia nó thôi giờ chú cầm bao nhiêu, nó không bây giờ thì cầm đúng 4 triệu. Đầu cái đầu chiều đó bay về là lo mới chút đi đó. Về Việt Nam. Bao lâu rồi chú chụp lại? Không nhìn chuột, con bạn, bạn thân lắm thì vô em có xe đi, ra không có xe đi. Hỏi cũng giờ bằng đầu dấu. Thấy xe nó hư cái nhà nữa. Ông sửa nên tiền đâu mà sửa, nó đưa tiền không. Từ từ, không bao nhiêu đâu, từ từ đó. Bữa sau nó vô nữa, thế ra không thấy xe luôn. Nó hỏi nó thiệt ra. Nó phải chạy ra, giờ đóng cả tiền lời là 4.320.000. Con hỏi thiệt là cô chú lúc mà Trúc với Tiên là chuẩn bị thi đại học á, thì cô chú có lo là mình đuôi không nổi cái chuyện học hành của hai đứa không? Lo chứ, trong bụng lo đó, 80% lo đó. Nhưng mà cố gắng hết mình, cũng như là ý mình đau với đau, từ từ mình xoay. Bây giờ nếu cuối cùng mà nếu mà không nhắm là chú bán đất ở đây mà không cho tụi nó biết đâu. Rồi con cái nó học là xong là mừng rồi. Thời gian đó cô nghĩ đôi lúc nhiều khi thương con nhưng mà cũng không có biết làm sao. Và đến khi nửa tháng sau nó mới gọi điện kêu là có tiền gửi cho con. Nó thật á, là cô phải chạy tới chạy lui rồi cô mới kiếm được 500.000. Cô gửi xong rồi đến mấy tháng, đến 10 ngày nửa tháng sau tao mới hỏi chứ con xài hết tiền chưa. Xong rồi nó mới nói chứ trời ơi mẹ có mợ, tại vì nói chung là nó cứ kêu cô chú là cậu mợ. Mợ cứ nghĩ thử coi, từ đây có cái 500.000 mà gửi cho con mà ở trong Sài Gòn con sống vậy lấy cái gì con ăn. Mà bây giờ hỏi là còn tiền hay là hết tiền. Mì tôm mấy ngày. Xong rồi kêu là có khi con nhìn đói, có khi con ăn mì tôm. Khi mà nó đi theo cái nghề này thì cô chú ở nhà không biết đâu. Khi mà nó chuẩn bị nó về Đắk Lắk này là khi nó về Đắk Lắk nên đâu 2 lần. Nó mới nói thì cả nhà ra coi. Đóng tròn kéo cả nhà ra coi tôi đánh không được nổi. Sao chú không bị nổi sao? Chú đi, nó đập ầm ầm, nó quýnh ghê quá đi. Thấy qua cái đấu mình thấy con mình cũng hơi sót. Thấy cũng tội đời định bỏ, kêu đừng theo này nữa, con học cho nó. Bây giờ nó có sức khỏe được rồi, cũng đừng theo này. Với lại sợ cái chân, sợ nhất là cái chân của em lỡ. Ví dụ nó có cái gì rồi mình lại ân hận. Trước giờ thì cô Trúc thì có bao giờ làm cho cô chú buồn chuyện gì? Có nhiều khi cả năm nó cũng về. Hỏi chứ bây giờ sao Tết con về, kêu là cái thời gian đó cũng chưa được đi đấu bao nhiêu á. Mua lần á. Con đi mua lần. Con đi mua lần như vậy là tới trong 3 ngày Tết là con kiếm được 1 triệu. Buồn cũng nhớ buồn mà chứ. Về, nó nghĩ nó phải không về, nó biết về rồi. Mình chạy thì nó đi. Có một lần á hả, cô gọi điện hỏi con đang làm gì vậy? Cái con đang phù hộ. Lúc đó lòng của cô nghẹn luôn á, cô tự nhiên cô cảm xúc cô thấy tội á, kêu con đi làm phù hộ được 2-3 ngày. Lúc đó cô cũng có nói được nên lời luôn á, cô suy nghĩ rất là nhiều về nghĩ trời ơi thiệt, ở nhà hoàn cảnh khó khăn quá rồi mình không đủ điều kiện để gửi cho con, mà con nó đi rồi nó kêu có lúc nó không rửa chén rồi nó đi phát tờ rơi rồi nó đi phù hộ rồi nó coi như nó kêu hệ làm gì có tiền với chính bản thân của nó là để nó tiếp tục nó học với lại nó đi đấu như vậy á, cũng biết nói sao. Thì bây giờ chị có động viên con thôi con cố gắng đi. Nếu mà đi chú á, cô chú là nó tự hào con cái là tự hào được đứa con nó thành đạt. Cô tự hào rằng là con cô
biết là hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng mà nó vượt lên trên mọi khó khăn để nó đi lên, nó không có đua đòi theo bạn bè. Cái đoạn mà mẹ của Trúc nói là khi mà hỏi con đang làm gì á, xong kêu con đang đi phụ hồ. Ôi, em nhất lên luôn á, tự nhiên đi mua lần cái tâm trạng của một người mẹ, mình cảm thấy mình đúng như cô nói á, tự nhiên mình thắt lòng lại, mình nghẹn lắm. Mà Trúc có một cái rất là hay nha, cô này giấu nhẹm những cái tình cảm, những cái yêu thương cho riêng mình, thậm chí là cái việc gọi điện thoại về nhà cũng rất là hạn chế. Rồi thì Thảo thấy là cái lúc mà sinh nhật đó, ngay trong cái chi tiết đó thì
Trúc chị nói à con biết rồi, được cúp điện thoại. Mà sau cái sự cúp điện thoại đó là đã khóc và khóc rất là nhiều, không có muốn để cho mọi người biết được là mình đang buồn, mình đang đau hay là mình đang lo lắng bất cứ điều gì hết. Có nghĩa hiện tại đến giờ phút này thì Tường cảm nhận là Trúc là một cái cô bé hiện tại bây giờ chỉ sống cho gia đình, cho cái mục tiêu hiện tại trước mắt. Còn cô không quá nhiều cái lo toan trong cuộc sống và quá nhiều cái mục tiêu để phấn đấu trong sự nghiệp, cho nên cô ấy không có thời gian và thậm chí không dám nghĩ đến cái tương lai, cái hậu vận về cái sức khỏe của mình như thế nào. Điều đó chưa phải là điều mà cô ấy cố lo lắng, nhưng điều đó nén lại trong lòng. Mục đích cái trước mắt là phải kiếm tiền, ổn định sự nghiệp và giúp đỡ cho gia đình. Nhưng mà có một điều Khang rất là thắc mắc là nhà có hai cô con gái sinh đôi. Thì cái vai trò của cái người còn lại đã hỗ trợ cho chị gái của mình ra sao? Đáng lý là thay vì Trúc phải gồng gánh rất nhiều cho gia đình thì cái gánh nặng đó phải được san sẻ cho cô em. Có chứ, tập sau đi, chừng nào mình làm cái chương trình về cô em á thì mình sẽ nói cô em chia sẻ như thế nào. Ông nè. Có hết, nhưng mà Trúc lại kêu là Trúc không muốn. Bây giờ ngưng lại thì là Trúc ngược lại là trở thành gánh nặng của đúng gia đình rồi. Đó, chứ đâu có nghĩa là một mình cổ lo hết thì nhiều khi em cổ cũng lo cũng khổ như vậy đó. Câu hỏi nó còn ngổn ngang mà tôi nghĩ rằng quý mình đang ngồi đây mình cũng như vậy, thì chắc quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Người Kết Nối cũng có rất rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu như mình. Hy vọng là ở tập sau Người Kết Nối Miko Lân Trinh sẽ cho tất cả mọi người được giải đáp giải hết thắc mắc này, gỡ hết không gỡ được cứ đổ tại em rồi.